Xin chào quý vị và các bạn. Tàn dư sau bão số 2 vẫn gây mưa diện rộng với các tỉnh miền Bắc trong 24 giờ tới, tập trung nhiều tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ. Và người dân nơi đây cần cảnh giác với nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại khu vực trũng thấp hoặc sạt lở đất tại khu vực vùng núi, đặc biệt là thời điểm về đêm và sáng. Nhiệt độ vì thế vẫn ở mức mát mẻ. Sang ngày 13-14 tháng 8, mưa giảm nhanh về diện và lượng, chỉ còn rải rác về chiều tối, đêm và sáng. Ban ngày có nắng gián đoạn với nhiệt độ trong khoảng 30-33 độ, có nơi cao hơn. Với các tỉnh thành miền Trung, trong 3 ngày tới mưa xuất hiện rải rác, tập trung nhiều vào chiều tối và đêm. Riêng hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An còn có mưa lớn trong ngày mai. Nhiệt độ vì thế duy trì mức mát mẻ và không có nơi nào có nắng nóng. Lùi xuống phía Nam, mưa tại khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ trong thời đoạn tới thì cũng có xu hướng giảm hẳn sau khi cơn bão số 2 đổ bộ. Vào ban ngày trời nắng, nhiệt độ tăng nhẹ, dao động từ 28-31 độ tại Tây Nguyên và từ 30-33 độ, có nơi còn cao hơn tại Nam Bộ. Đến chiều tối mưa chỉ xuất hiện rải rác, tập trung nhiều tại khu vực miền Tây Nam Bộ. Nhìn chung thời tiết thuận lợi hơn cho các hoạt động sinh hoạt thường nhật của người dân so với đợt mưa kéo dài vừa qua. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Trong 3 ngày tới, cường độ gió trên toàn khu vực biển Đông giảm dần xuống cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, tình trạng biển dần ổn định trở lại. Tuy nhiên với hoạt động của giải hội tụ nhiệt đới thì khu vực giữa và Nam biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, tàu thuyền khi lưu thông thì cần phải chú ý. Như vậy trong 3 ngày tới mưa có xu hướng giảm dần trên các tỉnh thành, chỉ còn rải rác về thời điểm cuối ngày,